Miền Tây xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tới cầu Sở Thượng, đến nhà cô Sáu, nơi mà làm cái lồng đèn trên đường Phạm Ngọc Hầu số 1. Nơi lồng đèn sau các bạn hãy cùng đi xem với mình nha. Mọi người đang nhìn thấy đó là cái lồng đèn của cô Sáu. Cô Sáu dạ, cô Sáu đây. Dạ, đông đó. Mình, hầu như là các bạn hiện giờ quên hết những cái lồng đèn trong vài lồng đèn điện tử. Dạ, đông. Dạ. Mà tôi những cái lồng đèn này con trẻ nhà nó đâu được vui được đẹp gì đâu, nó mới xẹo à. Mình đừng có chân đi cái
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay là ngày rằm Trung Thu. Hôm nay là ngày rằm Trung Thu. Con xích lên. Không biết quay hả? Xương nhấp nó cầm cái này. A Di Đà Phật. Đó, ok chưa? Ok. Đến hôm sau cho chú con gặp con chú sẽ tặng cho con. Cái gì? Tặng gì chú? Năm nay Trung Thu nè. Tặng con à. Năm nay chú làm nhiều nhiều đi. Nếu năm sau chú có giàu thì chú sẽ tặng mỗi đứa cái đèn hoặc là cái bánh. Ok. Cái đèn đi. Cái bánh luôn. Thôi cái đèn thôi. Chỉ cần cái đèn à. Rồi ok cũng được. Thôi cái bánh thì chú không? Còn cái đèn. Còn cái đèn. Còn cái đèn. Năm sau. Chị trái không? Năm sau mới có muốn là vui vẻ không? Muốn. Học giỏi nha. bé này bao nhiêu tuổi? Mọi người. 8 tuổi. 8 tuổi vậy? 8 tuổi. 8 tuổi nhưng mà con nó chạy không được đúng không? Bị câm á. Gọi là nó nói trong lỗ tai nó nghe được. Câm riết luôn á. Đừng nó bạn. Ra một bên nè. Dạ. 3. 3. 3. Nó nói chữ được tiếng Hoa tiếng Hồng à. Ốc mọc. Ba. Mọc. Nè đứa con nè, giờ nè. Ơi. 1. Cho cục kẹo. Ăn cái đường xuống ra. Con này chú. Hết rồi. Nó nghĩ rằng sao con cha nghĩ rằng. Ôi bạn bạn không nói sao biết bạn nghĩ ăn mà các bạn như xấu rồi. Chú sao con gắn chú. Con gắn chú. Sao đâu? Chú được chưa? Chú đốt thì cậy đi con chú đốt cái cháy nữa chú. Con xanh nhỏ không chân cây. Có cây đa thôi. Có thằng hạt đa. Lại ta là khi quỷ yêu chị yêu kiếm và em với nhau một qua kiều và kiều qua cầu cầu ban dầu qua cầu mà bé cầu ban cầu.
Ngày Tết Trung Thu như thế nào? Vui. Không muốn xa xa quá. Vui là vui sao? Được tới ngày Trung Thu được có lồng đèn cho. Dạ dạ dạ. Con không quá. Ngày Tết Trung Thu như thế nào? Lên mẹ. Con cảm nghĩ ngày Tết Trung Thu nó như thế nào? Vui. Vui đúng không? Con nghĩ. Con nghĩ sao? Con được ăn bánh với trung thu. Bắt bè luôn. Có gì nữa? Vậy thôi. Con cảm thấy mũi. Con cảm thấy mũi cắn không? Không. Bảo dám mày đâu? Rồi dám mày kêu vợ con. Mẹ nó có mũi ăn bánh. Mấy con nha, dám cố gắng học cho tốt. Cái nè. Mượn. Con ta mượn á. Chớp chớp được. Chớp nè. Em chớp nữa rồi. Ở bên Dương á. Ở bên Dương chớp nè. Đẹp. Rồi đẹp. Chớp. Chết mẹ nó cháy ngoài đây nè luôn. Chết mẹ nó. Nửa lắm đây. Sao dụng? Nói gì? Cười mình thổi luôn rồi nè. Giờ máu rồi. Giờ tình cảm đến ăn nè. Học sinh đừng có chịu thầy. Chịu cha mẹ cho cha. Mẹ cha đẻ ra mình chịu chết đi. Đừng có chịu cha mẹ cho cha. Con anh về nó học mấy. Kêu bóng kêu không 5 xê. Mẹ hay kêu không 5 xê hay hậu. Con gọi nó. Con tên gì? Con tên Gia hả? Con tên gì? Mấy thầy Gia? Có, con gái con đòi á. Năm gì? Năm C. Năm C. Của thầy nào? Thầy Hậu. Thầy giáo Hậu đúng không? Hồi xưa thầy, anh cũng học thầy giáo Hậu. Mấy gái gì trời? Con hồi đó bố đâu? Bố mấy? Thầy Nam hả? Nam, thầy Búa. Thầy Búa. Chà, trong đó có thầy Giao đúng không? Có thầy Nam nè. Thầy Phong nè, thầy Triệu. Có thầy Tám không? Có, thầy Tám dạy cho Niệm Chính. Có dạy năm lớp 4 của mấy mình nè. Lớp 1 học thầy Bình nè. Lớp 1 con học lớp 1 thầy Bình nè. Lớp 2 thầy Phong nè. Lớp 3 là không, lớp 1 là cô Tiên. Lớp 1 thầy Sơn. Lớp 2 lớp 1. Lớp 1 là cô Tiên, lớp 1 là cô Ngọc. Lớp 2 là con học thầy Nam. Cô Ánh thì trên trường điểm chính rồi. Cô Ánh đâu lần anh học lớp 5. Chị Nhi con học lớp 4 thôi. Ai?